Thanh Sơn Biên Dịch, bản quyền thuộc về bảo dưỡng cơ khí.com. Trường hợp điều tra tìm nguyên nhân, khắc phục và giảm thiểu tình trạng dung cao của một bơm nước cấp nổi hơi. Một bơm áp suất cao của cụ bơm nước cấp nổi hơi có mức độ dung rất cao trước khi người ta phải tiến hành đại tu. Sau đó, bơm này đã bị một hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình khởi động lại sau khi đại tu. Vỏ trong, dâu to và ổ trục phía dẫn động của bơm đã bị hư hỏng. Bơm ly tâm này là loại bơm nhiều cấp, có vỏ kép kiểu xoắn ốc, công suất 2.200 kW. Bơm có thiết kế 9 cấp, lưu lượng 170 m khối trên giờ, với áp suất đầu hút 124 bar và áp suất đầu xả 362 bar. Người ta đã tăng tốc độ định mức từ 6.000 lên 6.600 vòng trên phút để nâng cao hiệu suất thủy lực. Tuy nhiên, áp suất xả thực tế của bơm chỉ khoảng 313 thấp hơn nhiều so với giá trị mong muốn là 345 ba. Việc tăng số vòng quay của bơm lên đã tạo ra mối lo ngại về vấn đề động lực học dô to khi mà tốc độ của dô to tiến gần hơn đến tốc độ tới hạn GT của giờ biết. Phía vận hành muốn có các biện pháp khắc phục và giảm thiểu rung động để tạm thời giữ bơm hoạt động thêm trong vòng 4 đến 6 tháng nữa cho đến khi các biện pháp khắc phục cuối cùng được thực hiện. Quá trình tiến hành cuộc điều tra tìm nguyên nhân bao gồm Tiến hành phân tích khe hở bên trong bơm và nghiên cứu động lực học du to đáp ứng cưỡng bức. Một nghiên cứu kỹ lưỡng về khe hở bên trong đã được tiến hành. Kết quả cho thấy từ nghiên cứu này, với sự so sánh giữa các khe hở bên trong của vỏ trong bơm, từ các nguồn dữ liệu khác nhau, cụ thể là Dữ liệu khe hở thiết kế, kết quả đo tại xưởng, khe hở tối thiểu theo tiêu chuẩn về bơm ly tâm ABI 610 và khe hở thông thường cho một bơm tương tự có vấn đề về rung động. Do đó, nhóm điều tra đã khuyến nghị các khe hở của siêu làm kín ở giữa rô to, piston cân bằng, mắt hút bánh công tác và vòng mòn que dinh trên các bánh công tác tăng lên. Do mức độ rung động cao, phía khớp nối DE cao hơn gấp 4 lần phía không có khớp nối NDE được báo cáo trước khi đại tu một mô phỏng đáp ứng động học dô to cưỡng bức của bơm đã được thử, sử dụng một khối lượng thử nghiệm cân bằng động, gắn trên khớp nối. Một mô hình toán học khối lượng đàn hồi, kết hợp ảnh hưởng của các siêu làm kín bên trong, ở khe hở thiết kế và gấp hai lần khe hở thiết kế, theo đề xuất của tiêu chuẩn ABI 610, đã được sử dụng cho mục đích này. Người ta có thể mong đợi đáp ứng của dô to linh hoạt, tốc độ tới hạn đầu tiên thấp hơn tốc độ vận hành cho loại trục dài, tốc độ cao này, nhưng hiệu ứng làm cứng được cung cấp bởi các vòng mòn làm kín hay ống lót bên trong, giúp tăng tốc độ tới hạn đầu tiên lên gần 9.000 vòng trên phút, ở xa tốc độ vận hành 6.600 vòng trên phút. Ở đây bạn cũng nên biết hiệu ứng làm cứng là gì. Nó còn gọi hiệu ứng lo ma kin, hay độ cứng lo ma kin, là một lực được tạo ra tại các vòng mòn que và ống lót tiết lưu bên trong một bơm ly tâm. Lực này là kết quả của sự phân bố áp suất không đều xung quanh chu vi của vòng mòn và ống lót trong thời gian rô to bị lệch tâm trục. Việc thay mới ổ trục và khớp nối và các biện pháp khắc phục trình bày sau đây sẽ tăng tốc độ tới hạn đầu tiên này lên khoảng 10.000 vòng trên phút, do đó loại bỏ khả năng cộng hưởng, mặc dù biểu đồ rung động thu được trong quá trình khảo sát ban đầu tăng dạng dốc đứng. Các biện pháp khắc phục và giảm thiểu sự chú ý của nhóm điều tra tập trung vào việc cân bằng động và ảnh hưởng đến độ ổn định động học của kết cấu bệ gối ổ trục roto một ổ trục và khớp nối được đề nghị trang bị mới với mặt phẳng cân bằng trên khớp nối và khối lượng bổ sung trên vỏ bệ gối ổ trục người ta phát hiện ra rằng trục bơm dài quá mức ở phía dẫn động nên việc làm ngắn trục cùng với giảm mô men khớp nối đã được chứng minh là có lợi trong việc giữ cho đáp ứng đồng bộ của roto tránh xa tốc độ cộng hưởng. Thiết kế khớp nối như vậy giúp cho tâm của trọng lực của khớp nối và tâm trọng lực của các tấm thép đàn hồi trong khớp nối di chuyển về gần ổ trục hơn. Ổ trục với bạc ba biết nhiều miếng, tiêu tinh bét bia dinh là một lựa chọn tốt cho sự ổn định của trục tốc độ cao và có đường kính nhỏ của bơm này. Một phân tích phân bố tải trọng trên các miếng pad bạc đỡ cho thấy Khe hở tăng lên khi mất tải ở các miếng bạc trên cùng và ổ trục với 6 miếng bạc mang lại sự đỡ trục tốt nhất. Hơn nữa, một phân tích độ ổn định ngang cho thấy ổ trục 6 miếng bạc có các thông số ổn định tốt nhất. Các biện pháp giảm thiểu rung cao đã được thực hiện trong vài tháng, với mức độ rung động chấp nhận được, các biện pháp đó là 1. tăng 68 kg khối lượng vào vỏ bệ gối ổ trục. 2 tăng khe hở bên trong bơm và khe hở ổ trục tối đa 0,15 mm. 3. Tạo các cánh phiên ngoài vỏ gối ổ trục để tăng cường khả năng tản nhiệt. 4. Sử dụng khớp nối làm mặt phẳng cân bằng, điều chỉnh và cân bằng động khớp nối. 5. Sửa chữa biến dạng ở gối ổ trục. Kết luận Nguyên nhân hư hỏng có thể xảy ra nhất là do khe hở quá nhỏ được tìm thấy trong các vòng siêu làm kín bên trong của vỏ trong của bơm. Thiết kế của nhà sản xuất thiết OEM và thậm chí cả khe hở theo chuẩn ABI được coi là quá nhỏ. Việc giảm khe hở bên trong theo các khuyến nghị ABI 610 khi thực hiện đại tu bơm khiến các bơm này gặp phải những hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình khởi động sau đó. Đối với mắt hút cánh bơm Chúng tôi khuyên bạn nên tăng khe hở lên 50% so với các giá trị trong API 610 cho các cấp 1 đến cấp 4 và tăng 25% cho các cấp 5 đến cấp 9. Việc cắt bất trục ở phía dẫn động và lắp một khớp nối có mô men giảm, giúp tách tốc độ vận hành khỏi đường tốc độ tới hạn đầu tiên, do đó làm giảm biên độ rung động.